Dạ vâng, điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Và ngày hôm nay thì em lên sóng cho các bác một cái bộ karaoke gia đình, gồm có một cặp loa Bose 301 Serie 3 với cái tông màu đen. Rất là đẹp các bác nhá. Hàng bãi, hàng tuyển chọn rất là đẹp luôn. Đến từ Mexico. Đó, toàn bộ thùng đều là cái màu đen các bác nhá. Ở bên trên đây là cái căn. Toàn bộ đều là màu đen. Cái dòng loa Bose này thì hầu như các bác biết rồi. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường. Tuy nhỏ bé nhưng mà cái sức lan tỏa thì rất là lớn các bác nhá. Lan tỏa rất là rộng luôn. Tha hồ các bác hát karaoke gia đình hay là ở những hội trường, rất là tuyệt vời luôn. Hai chép, một chép hướng ra đằng trước và một chép hướng ra đằng sau. Và đây chính là một cái bộ mic không dây AAP, hàng cao cấp trên thị trường của công ty Tân Cường các bác nhé. Bên em có cái giá chiết khấu rất là tốt luôn. Cái con này thì em bán với cái giá là 5,5 triệu. Và tiếp theo, đây là một cái con vang TACT. Con vang này em bán là 2,5 triệu các bác nhé. 2,5 triệu. Và bên dưới đây là một cái con đẩy, đẩy crow. Con đẩy này là 6,5 triệu các bác nhé. Tay mic đây, tay mic chống vân tay rất là tốt luôn. Cầm vừa tay các bác nhé. Ở bên trong là cũng có cái tem chữ ký của công ty Tân Cường. Đây là mặt trên các bác nhé. Tất cả đều rất là đẹp luôn. Và đây là đằng sau ạ. 301 Serie 3 đến từ Mexico các bác nhé. Hàng chuẩn xịn ạ. Hàng chuẩn chính hãng các bác nhé. Các bác mua trên thị trường những cái dòng Bose này thì rất là nhiều hàng nhái, thì cho nên là các bác mua thì nên tìm hiểu những nơi uy tín để mua ạ. Một chép hướng ra đằng sau hướng 10 giờ và một chép hướng ra đằng trước hướng 4 giờ các bác nhé. Sử dụng. Đó, đây là mặt trên. Rất là đẹp luôn. Vuông thùng sắc cạnh luôn các bác nhé. Và bên em thì có những cái dòng Bose màu vàng. Đó, Bose màu vàng đây các bác nhé. Các bác nào yêu thích cái màu nào ấy thì liên hệ trực tiếp với em. Em tư vấn các bác với cái giá tốt nhất các bác nhé. Và cái bộ này thì em đang ghép với cái con trầm Yamaha. Đó. Các bác có thể thêm một cái trầm cũng được. Con này là bass 25 các bác nhé. Và ngoài ra thì em còn những cái con trầm khác, 2 bass 25 và bass 30, bass 40 đều có các bác nhé. Các bác yêu thích cái dòng nào thì liên hệ với em. Quay trở lại cái cặp loa màu đen này thì em bán với cái giá là 12,5 triệu các bác nhé. 12,5 triệu, hàng xịn, chính hãng.